Cái nóc luôn à Vĩ ơi, nóc rất là bự luôn, gạo rồi. Quá trời, cái nóc dừa siêu to luôn rồi cả nhà ơi, nó bự rất là bự luôn. Dạ bây giờ em sẽ test thử độ nhạy bén của cái hàm răng của cá nóc. Đây à, cá này nha. Nhìn cá này. À, cá này rất to luôn. Cá nóc này tính làm răng nữa. Sao lăn mà thấy nó bự quá chú ba, nó còn sống nữa nha, cái cắn à. Cầm lên chú ba. Cầm lên đây. Sống đó. Không lồ luôn. Cái răng nó là cái nè. Dạ. Cái răng nó bén gì vậy? Cái này dám đút vô cái là cục nó tay liền á. Ừ, đây còn thử rồi. Tích. Con cắn như vậy nó bị yếu rồi. Yếu rồi. Lủng rồi. Siêu to luôn nè. Cái bụng nè. Tại nó chưa phì nữa nha, cái này nó phì lên bự dữ nữa. Mấy ký? 6 ký à? Tôi quay rồi chú ba. Nó không lồ luôn. Wow, thịt này ăn dữ lắm luôn á. Chim là nhiều. Chỉ rồi. Ngăn gọt rồi nè. Chỉ có 10 ngàn thôi nha. Đây.
những lỗ cá siêu nhỏ đây cả nhà biết nè. Đây nè, cá này bắt cá siêu nhỏ nha. Đây cá nọc chuột nè, bắt cá siêu nhỏ. Cá này bắt cá siêu nhỏ luôn nha. Đây là cá bông căng nè, cá đông bí nữa nè, bắt vô cá siêu nhỏ nữa. Đây cá nóc này cũng bắt cá siêu nhỏ luôn nha. Cái ghê là chúng ta lột những cái nhỏ bán luôn phí 10.000. Rồi những cái loại mà cá mà bán cái phân á, đây nè, cho cả nhà xem. Thường sẽ rơi vào những cái loại này nè, cá chích nè, rồi cá cơm nè, rồi mấy cá kiểu như cá ba thú mà nhỏ xíu á, nó bán vô cái phân lộn xộn, phí cũng được 6-7 ngàn, có giá thì 7-8 ngàn chừng, khi không có giá thì 5-6 ngàn cũng chừng luôn. Chung là giá thì nó không có ổn định, nó sẽ tùy theo mỗi chuyến. Bực lá nè, bực lá thì hôm bữa thì bán với giá là 180.000 một ký nha. Bực lá nè mình lựa loại bự nha, còn loại nhỏ thì mình sẽ khô. Như cái loại chú ba đang cầm thì cũng phải bán được nha. Đây là bán loại bự rồi đó, ký 180.000. Nếu cò bay mà mình cào được nhiều mực lá thì nó cũng ok nha, tại vì mực lá giá tiền nó rất là cao. Còn mấy lỗ cá này ký khoảng tầm 10 mấy ngàn trở lại thôi, không có nhiều. Chỉ quay sơ cho nhà xem thôi, bây giờ cũng phải đi lựa cá nha, tại vì mình bố cào xong á, mình chạy xong cái đống dây đó thì mấy anh em sẽ ra trước lựa cá. Thì em dành những cái thời gian đang chạy dây nè để em quay vô nhà xem được cái đục cá. Giờ tí nữa em cũng phải làm việc rồi, em không thể nào mà quay vô nhà xem được. Sáng đục cá quá nhỏ, anh em làm quá nhanh luôn, mặt trời chưa mọc lên nữa là đã xong rồi. Giờ anh em muối cá xuống hầm nữa là xong công việc. Đó, cái phần là chuyện của hầm muối gì đó. Ăn thì nó rất là ngon nha. Thôi bây giờ sẽ tắt.
sẽ tắt máy và em gỡ tiếp nhanh cửa rồi em ốp lạnh cho nó mau. Thì ghe này nếu mà nó chết rồi á, mình muối vô nước đá thì bán ký có 20 ngàn nha, nhưng muối lâu quá thì hư bỏ luôn á, nên em phải ăn thôi. Đây là cái son đá nha, nãy mấy con đi em đã ốp sẵn rồi, tại giờ con đi đã nguyên con vậy đó, chứ không có làm gì chứ. Em sẽ bỏ đá vô lớp đây rồi em sẽ bỏ ghẹ vô. Đây ghẹ thì nãy để em đã rửa sạch lại cho em làm xong rửa sạch cả nhà thấy không. Nói chung là mình xài bằng nước biển các bạn, nó kiểu như nước biển nên nó có chất sát trùng. Vậy em sẽ bỏ vô nha, sẽ tách mình bỏ vô. Nó bị giãn rồi mình phải so lại cho nó đàng bằng để bắt đồ im im, chứ bữa nào cào nghĩ sao cào có mấy chục tít cá à. Đó, từ đây nè, từ cái khoảng của Hoàng Bỉ nè xuống tới mí của Minh Đèo ở dưới là Lý Tầm Đèo dưới là 10 mét rồi nha, là cả nhà biết chiếc ghe khoảng tầm bao nhiêu mét đó. Ghe này khoảng tầm 20 mấy mét nha, nhưng mà không biết chính xác rồi 20 mấy không tới đâu luôn. Như rồi như ở trường ba nó 26 mét mấy hay không phải không, mấy được mấy 6 mét gì vậy, 26 mét 9 là cả nhà, nó đại thôi chứ không biết nhiêu mét cả nhà, bị ngang cũng không biết nhiều luôn, nói gì nói tôi không đoán thôi à. 50 quá không, cái điện chữ vậy nè, 50 nhớ đặt kìa, nhớ ngoài em mới trời nặng chết luôn, 50 tao chứ thằng thôi chứ tao không có tính. Mà chênh lệch thì chênh lệch có nhiêu đâu rồi, đo tới nhiêu rồi biết rồi. Đâu họ tới 5 mét nữa, còn dư 5 mét là biết rồi. Ừ. Chứ không lẽ nó giãn lần 10 mét. Cái cốc ai, cái cốc cháy ơi, phá. Đó, buổi sáng làm xong mà bữa nay trời thì kiểu như không có mặt trời luôn nha, trời thì kiểu như âm u lắm á. Sóng thì gió cũng hơi hơi, không có ảnh hưởng gì mấy cho đến cái việc của ghe cào nha. Đây là em đang chuẩn bị làm một chén nước chấm huyền thoại như cả nhà, để chấm đồ đó sơi. Thì trong đây em có bỏ đường, bột ngọt, muối với vài tép tỏi và vài trái ớt tùy theo mình, độ cay của mình nha. Nếu mà ăn cay nhiều thì mình bỏ ớt nhiều, cay ít thì bỏ ớt ít. Đó, em sẽ giả chuyển ra, giờ tí nữa sẽ nặn chanh vô ra. Thì nếu mà cảm thấy mà nó nhiều đường quá ngọt quá thì bỏ thêm một ít muối nữa nha, nếu mà thấy mặn quá thì bỏ thêm ít đường hoặc là nặng như chanh. Thì này em cũng biết nặng như chanh đó thì kiểu như là không có công thức gì chính xác hết chứ, em chỉ làm theo đúng cái khẩu vị của mình ăn thôi à. Thì rồi nhiều cô chú hỏi là sao chén nước chấm làm sao, thì em quay vô nhà xem. Nói chung là mấy anh em ăn ngọt rất là nhiều nha, nên em cũng bỏ hơi nhiều đường nha. Thường anh em với ghe toàn ăn ngọt không à, ai ăn cái gì cũng phải có miếng đường trong đó mới được, chứ không phải là ăn mặn à. Này đã xong rồi nha cả nhà, bây giờ
đừng nha. Cái nóc á. Quá sướng.
Cái nóc kia kiểu xanh xanh á. Nó bự không? Bự bự bằng đó đó. Dưới đi.
nói chung là ai là người xui cuộc sẽ rửa chén đi nha cả nhà. Nói chung là quy luật đi, mình chơi theo quy cũ của anh em. Tôi chạm vào nỗi nhớ vu vơ, răng răng riu riu mập mờ. Ăn xong rồi cứ chén luôn vậy, thật là buồn quá đi thôi.